Vì sao chúng ta không chọn một cái nơi mà chúng ta vừa có thể ở mà vừa có thể nghỉ dưỡng được? It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Thì một cái ngôi nhà nó phải rất là anh, nó đem lại cái cảm xúc cho anh, thì anh có thể tạo ra những cái sản phẩm mà anh nghĩ là nó chạm đến trái tim. Tại vì thật sự nếu mà nói anh là cái người sống trong nhà 100% thì cũng không đúng. Anh là introvert. Đứng ở trong này đúng là thực sự không muốn về các bạn ạ. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhà F. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là mọi người sẽ không đoán được anh em mình đang ở đâu đâu. Rồi. Chúng tôi đang ở đâu đó tại Việt Nam. Cụ thể hơn thì đây là ngôi nhà có tên là ngôi nhà Hoa Hồng. Và trong chương trình đặc biệt lần này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời cũng đặc biệt không kém. Và ngay bây giờ thì Nhà F xin mời mọi người hãy cùng gõ cửa với anh em tôi nhé. Xin mời. Em chào anh. Hello anh. Chào hai em, rất là vui ngày hôm nay đã đón tiếp hai em vào trong Nam chơi. Vâng. Trước khi mình chia sẻ thì mình đi một vòng nha. Dạ vâng. Dạ. Em cũng đang rất là háo hức rồi. Ồ, nhà này là anh đã dọn về lâu chưa anh? Anh chưa dọn vào luôn. Nhưng mà biết hai em vào trong Nam chơi thành ra là anh mời hai em đến để tham quan một tí thôi, chứ thật sự là chưa có xong. Vâng. Chia sẻ với mọi người là thực sự thời gian này gặp anh Khánh nó rất là khó. Hôm nay anh Khánh cũng quá là bận đúng không? Nhưng mà vẫn sắp xếp một chút thời gian để mà giới thiệu tới anh em cũng như là mọi người cái ngôi nhà này của mình. Thực sự đây là một ngôi nhà quá đẹp. Chưa bước vào, Khánh đã cảm thấy là ngôi nhà này mang đậm dấu ấn của anh Lý Quý Khánh rồi, và chắc chắn là những góc bên trong sẽ còn mang đến cho mọi người những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa. Và ngay bây giờ hãy cùng Nhà F khám phá nhé. Bình thường khi mọi người làm nhà thì mọi người sẽ ví dụ là làm nhà để ở này, hoặc là làm nhà để nghỉ dưỡng này. Còn đối với ngôi nhà này của anh thì không biết là anh Khánh đã xây dựng nên ngôi nhà này với mục đích là để làm gì ạ? Rất là cảm ơn câu hỏi của em. Anh nghĩ mỗi một người có một cái nhu cầu. Thì vì sao chúng ta không chọn một cái nơi mà chúng ta vừa có thể ở mà vừa có thể nghỉ dưỡng được? Và trong cái lúc nghỉ dưỡng thì chúng ta lại có cái tinh thần sảng khoái nhất. Thì trong lúc đó thì chúng ta tự sáng tạo. Tại vì anh làm nghề sáng tạo mà, cần nhất đó là cảm xúc. Thì một cái ngôi nhà nó phải rất là anh, nó đem lại cái cảm xúc cho anh, thì anh mới thể tạo ra những cái sản phẩm mà anh nghĩ là nó chạm đến trái tim. Đấy, anh nói là đây là một ngôi nhà rất là anh. Thế thì chứng tỏ là lúc mà em bước vào em nhận định là đúng. Bởi vì ngay từ lối cửa ra vào em đã thấy là rất là đậm những cái nét thời trang, là những cái nét cá tính mà thực sự là chỉ có anh mới có thể mang đến cho ngôi nhà. Khi mà đi dạo dạo quanh nhà ấy, thì em cũng thấy là trong ngôi nhà này em cũng chưa thể đọc ra được đây là cái kiểu dáng thiết kế gì. Vậy thì không biết là anh lấy cho mình những cái nguồn cảm hứng nào để có thể tạo nên một cái không gian sống riêng như thế này ạ? Anh rất là cảm ơn hai em hôm nay đã dành cái thời gian vào trong Nam để thăm anh. Thì thật sự em bước vào cửa là cái giây phút đó là quá đúng rồi. Còn nếu em hỏi đây là phong cách gì thì thật sự chưa bao giờ anh làm một cái gì theo một cái phong cách gì cả. Tức là mình làm một cái gì mà mình thấy trong cái tiếng lòng mình nó luôn luôn nó nhắc mình phải làm, thì anh nghĩ rất là đúng nhất. Thì đây là một cái phong cách anh nghĩ là nó trộn lẫn tất cả những cái trải nghiệm của anh trong mười mấy năm làm nghề. Thì một chút này một chút kia thì cuối cùng nó ra một cái tổng thể nó phù hợp với lại anh nhất. Vậy thì mình có thể nói ngắn gọn đây là phong cách Lý Quý Khánh. Đúng rồi, bởi vì một chút này một chút kia thường mọi người cũng có thể làm được điều đấy, nhưng mà để làm ra được một cái tổng thể đẹp và hài hòa tinh tế thì đúng là phải là một người có một cái con mắt thẩm mỹ, mà đúng là phải làm trong ngành làm đẹp liên quan đến cái đẹp thì mới có thể tạo ra được một cái tổng thể như thế này. Không, thực sự thì cái đẹp nó rất là trừu tượng. Tại vì người này có thể thấy đẹp, người kia có thể thấy nó chưa phù hợp. Thì tốt nhất là anh nghĩ cái không gian đẹp là một cái không gian nó phù hợp với lại cái người ở, và không làm khó chịu cái người vào thăm mình. Thì đó là một trong những cái yếu tố đầu tiên trước khi anh xây dựng một cái tổ ấm. Tinh tế rồi đấy, đúng là các bạn có thấy không ạ? Anh Lý Quý Khánh vừa đẹp, vừa nói hay, lại còn vừa làm nhà rất là tinh tế nữa. Cảm ơn em rất là nhiều, em mới là đẹp. Trong ngôi nhà của mình, không biết là anh Khánh cảm thấy tâm đắc và cảm thấy quan trọng cái khoảng không gian nào nhất ạ? Cảm ơn em, nếu hỏi về câu đó thì hơi khó. Tại vì bất cứ một không gian nào trước khi nó thành hình thì mình đều phải tâm đắc từng chi tiết một. Nhưng mà để cho anh tập trung mà, thì rất là nhiều người người ta tập trung vào cái living room, cái phòng khách hoặc là cái phòng ăn. Nhưng mà riêng anh thì anh rất là tập trung những cái không gian mà khi mà anh được hưởng thụ một mình. Nói ra thì không biết có mắc cỡ hay không, chứ anh rất là quan trọng về cái không gian ở trong cái living bathroom của anh. Không biết dịch ra tiếng Việt làm sao cho nó hay,
Vì cái lúc đó là cái lúc alone time, tức là mình trong đó là mình một mình có thể suy nghĩ, mình có thể rất là enjoy mà không có bị làm phiền bởi bất cứ một yếu tố nào bên ngoài. Cho nên là anh dành ra một cái không gian khá là rộng rãi, có thể là rộng ngang ngửa cái phòng ngủ của anh luôn. Tại vì cái lúc anh ngủ với cái lúc anh tắm rửa sửa soạn, anh là nghệ sĩ mà, thành ra anh cần make up nè, anh cần làm tóc, làm rất là nhiều thứ trong cái living bathroom. Thì cái lúc đó là một cái lúc anh rất là cần một cái không gian đẹp. Bình thường thì Khánh Linh cũng là một người rất là chú trọng đến việc review những cái khu vực bathroom trong mỗi công trình. Nhưng mà ngày hôm nay được nghe anh Khánh chia sẻ thêm về cái gọi là không gian living bathroom của anh, không biết là các khán giả của Nhà Ép có tò mò như là Khánh Linh ngay bây giờ không? Và rất là mong anh Khánh có thể dẫn em cũng như là anh Duy và các khán giả của Nhà Ép đi xem được không ạ? Sure. Mời mọi người qua một không gian rất là nhỏ. Đây, đây là một cái khoảng lặng một tí, tranh của Khánh cùng với gia đình đẹp cùng nhỉ? Vẽ. Vào đây mọi người, come in. Oh, đây chính là living bathroom trong truyền thuyết đấy các bạn ơi. Không, không trong truyền thuyết, ngoài thực tế. Đây là một cái không gian khá là đơn giản. Khánh rất là tập trung vào cái space. Tại vì càng rộng thì chúng ta có cái thời gian để chúng ta, cũng như không gian để chúng ta suy nghĩ. Và rất là nhiều cây, đều là cây thật hết. Tại vì Khánh rất là sống cùng với lại thiên nhiên. Trong này có rất là nhiều cây thật này. Và em cũng thấy là có một ô cửa sổ rất là lớn. Nhưng mà hiện tại thì anh đang hạ cái rèm xuống. Mà em thấy cái rèm anh làm cũng đẹp không? Mình may mắn là vì cái ngôi nhà này view là 360 độ. Là tất cả xung quanh đều là cây xanh. Thành ra cái lúc nào mà mình thấy vắng người, mình mở màn lên, mình tắm, mình nhìn lén ra ngoài một tí. Còn có người thì mình kéo xuống. Còn em thấy rất là nhiều phòng tắm là người ta có sẽ chặn bằng nhiều cái vách kính. Đúng rồi ạ. Còn anh thì anh thích cái không gian nó mở, nó open space, thì mình có thể hòa quyện vào tất cả những cái dịch vụ ở trong cái phòng tắm. Nãy giờ thì Khánh Linh đang bị vẻ đẹp của cái khu vực phòng tắm này làm cho mình hơi bị mờ mắt một chút. Nhưng mà vẫn cần phải thực tế lại, bởi vì chúng ta cần phải xét về công năng trong khu vực phòng tắm mà. Bởi vì dù sao thì đây cũng là một cái nơi rất là quan trọng để chúng ta có thể có những cái sinh hoạt hàng ngày. Và nói về công năng thì không biết là anh Khánh đã chọn cho mình những cái thiết bị như thế nào trong khu vực living bathroom của mình ạ? Cảm ơn em, anh thì không có gì phức tạp đâu. Tức là trong living bathroom mình, đầu tiên mình phải có một cái bồn tắm rất là thoải mái và rất là enjoy. Thì đây là một cái bồn tắm anh đã chọn khá là rộng, tại vì anh cũng khá cao, cao 1m84 thì cần phải có diện tích một tí. Thì ở một cái không gian rộng rãi như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian nằm ở đây để tận hưởng. Thì cái bồn tắm nó phải có rất là nhiều chức năng và công năng. Thì chúng ta có massage bằng nước, rồi cái bồn sục này có thể làm chúng ta giải khuây sau một cái ngày làm việc dài. Mà đặc biệt nếu chúng ta cần 15-20 phút để suy nghĩ một bộ sưu tập mới, thì đây là một cái nơi có thể nói là hoàn hảo. Cách người tinh tế không tinh tế, mình trong bồn cũng khác người bình thường nha các bạn ạ. Còn rửa tay, anh là một người rất là làm biếng, cho nên là anh chọn một cái gì đó mà nó có thể hội tụ tất cả những cái yếu tố chung lại với nhau. Em thấy một bên là có thể rửa tay bằng xà bông nè, một bên là rửa tay, một bên là hong khô tay luôn. Thì thành ra em đứng chỉ có một phút thôi mà có thể làm xong hết tất cả mọi thứ. Cho em thử được không? Được chứ. Ở giữa là rửa tay nha. Đây. Đó. Rồi xong rồi em qua kế bên luôn. Lấy đó, xà bông. Xà bông. Rồi, xong rửa tay lại. Đấy. Rồi còn kế bên là hong khô luôn. Thật sự rất là tiện. 3 trong 1, 3 in 1. Thấy em giống quảng cáo sản phẩm lắm rồi đó. Khánh Linh thấy đây chính là tinh hoa hội tụ, bởi vì nó sẽ có những cái điểm rất là ưu việt cho mọi người khi mà mọi người rửa tay so với cả những cái bồn rửa tay thông thường. Ví dụ nhá, bình thường mọi người sẽ phải chạm tay vào cái vòi nước, cả cái vòi lên và sau đó lại phải đưa tay ra ngoài để lấy xà phòng rửa tay, sau đó lại chạm vào cái vòi nước với một đôi tay đang có xà phòng rồi. Như thế nó sẽ rất là lỉnh kỉnh và nhiều khi là nó sẽ ảnh hưởng đến yếu tố vệ sinh và thẩm mỹ trong khu vực bồn rửa tay của mình. Nhưng mà không, với chiếc bồn này chúng ta có thể có nước rửa tay này, có xà bông và có máy sấy tay luôn, quá tiện lợi. Sau khi mà ngắm nghía qua khu vực living bathroom của anh thì em đang có một câu hỏi này hơi hơi tế nhị một chút, em hỏi anh được không? Em thấy là đẹp như em thì hỏi gì anh cũng trả lời. Em thấy là trong này các thiết bị rất là xịn sò, không biết là nếu như em và các bạn khán giả của Nhà Ép mà cảm thấy thích muốn mua thì có thể mua của thương hiệu nào ạ? Bình thường thì anh cũng ít khi nào chia sẻ về brand lắm, tại vì chủ yếu là mình tận hưởng cái dịch vụ cũng như là cái chất lượng.
Nhưng mà vì em hỏi thì chắc anh cũng phải chia sẻ thật. Thì tất cả những cái sản phẩm trong Living Bathroom của anh lần này đó là của Inax. Đó, rất là vừa túi tiền nhưng mà lại rất là luxury. Đó, rất là hợp lý. Cho nên nếu em có cơ hội thì em nên trải nghiệm. Tại vì cái trải nghiệm là mỗi một người có một cái trải nghiệm khác nhau. Nhưng mà anh sử dụng Inax cũng khá lâu rồi, thì thành ra cái chất lượng nó đi đôi với lại cái nhìn. Hay quá nha, các bạn khán giả lưu ý nhá. Thank you. Còn bây giờ thì chắc anh dẫn tụi em đi một vòng. Tại vì thật sự nếu mà nói anh là cái người sống trong nhà 100% thì cũng không đúng. Anh là introvert nhưng mà tức là mình sống ở cái khu vực của mình thôi, nhưng mà anh ít khi nào anh ở trong nhà lắm. Cho nên là anh rất là quan trọng cái không gian bên ngoài ngôi nhà. Thì đây là một cái khu vườn nho nhỏ của riêng anh tự trồng từ A đến Z hết. Đa số mỗi ngày là anh sẽ làm nông tức là trồng cây. Rồi xong khi nào mà anh gặt được hoa thì anh sẽ hái hoa lên anh cắm trong nhà. Sao cùng là introvert mà người ta trồng cây, trồng hoa, còn mình thì như này đấy các bạn ạ. Tức là trước khi mà nhà ép lên đây ghi hình thì anh Khánh đã dành tận 2 ngày để lên đây cắm hoa, trang trí nhà cửa để tiếp đón chúng ta, thưa quý vị các bạn. Còn đây là cái ngôi nhà nho nhỏ để anh ăn sáng. Đây, một ngôi nhà trắng, nhỏ xíu thôi. Chỗ để ăn sáng. Ngôi nhà này là chỉ dùng để ăn sáng. Chào chị. Đây. Toàn là hoa hồng không? Vừa hồng cổ Sa Pa, hồng cổ Huế. Rồi những cái hồng của bên nước ngoài. Đấy. Thì hiện tại tại vì mưa nhiều quá thành ra là cái bãi cỏ nó không được xanh lắm. Đấy. Không gian tuyệt vời thật. Mình vừa có thể ngồi đây ăn sáng này, nghe tiếng suối chảy róc rách và cái mùi hương ở đây rất là thơm. Đúng là khu vườn của anh thực sự rất là thơ mộng, có rất là nhiều hoa đẹp, rất là nhiều cây xanh. Đứng ở trong này đúng là thực sự không muốn về các bạn ạ. Rất là cảm ơn Khánh Linh cũng như là tất cả ekip ngày hôm nay đã cùng đến đây hít thở với anh một chút xíu cái không khí trong lành cũng như là cảm nhận với anh về cái không gian sống. Và anh rất là cảm ơn vì cảm ơn tất cả mọi thứ, là vì mình có được cái sự may mắn nên mình có thể chọn lựa được cái không gian sống theo cái ý thích của mình. Và anh rất là hy vọng là mọi người sau khi xem cái phóng sự nho nhỏ về cái cuộc sống này thì mọi người sẽ có một cái nguồn cảm hứng để chăm chút cho cái cuộc sống của mình tươi đẹp hơn. Đấy, em cũng đang định nói câu đấy đấy. Tức là mọi người sẽ có thêm cho mình một cái nguồn cảm hứng để có thể vừa chăm sóc cuộc sống cũng như là chăm sóc thêm về tâm hồn và về tinh thần của mình nữa, để có thể có được một cái lối sống lạc quan và tích cực như là anh Lý Quý Khánh. Và một lần nữa thì thay mặt cho nhà ép, Khánh Linh xin được cảm ơn anh ngày hôm nay đã đón tiếp chúng em cũng như là cho chúng em được tham quan và trải nghiệm những cái nơi mà anh rất là coi trọng, rất là chăm chút. Rất là cảm ơn nhà F cũng như là Khánh Linh ngày hôm nay đã đến chơi. Cảm ơn rồi. Cảm ơn nữa. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong ăn sáng với anh nhé. Yeah.